mấy đô một chiếc ấy nhỉ? Kính 40 chiếc. Đi Nhật có mua bác khẩu trang ấy, bông mở hết rồi à, phân dùng hết rồi thì chứng tỏ là bông có dùng rồi à, thì chắc gần đây gần đây dùng nhiều hơn. Cái khẩu trang bên Nhật tốt mà à. Hồi mua mười nghìn à, phải dùng như thế đi cho nó đúng rồi chứ không xong rồi lại về đi chữa da. Con này dùng này xong không khí quan trọng đến nước giờ mình đưa đi xe máy nữa bụi bặm quá. Xe máy của Phúc vẫn tốt chứ? Tốt chứ, năm sáu năm rồi nhỉ? 23
sẽ rẽ phải mình đi lên đường cao tốc, xong mình lại quay lại quốc lộ 2, còn đến quốc lộ 2 thì nó đường cũ xấu nhưng mà nó lại gần. Nó nhanh vì mình sẽ không quật ra quật vào. Ta đi xe tay 05 thì đẹp hơn hả? Đi đường cao tốc thì nhanh. Hôm nay ông cười chắc là sẽ đi được cao tốc mọi người. Mình sẽ đi từ đây con mở đó. Một quật nó sẽ chênh nhau 4 cây. 4 cây nhưng mà thằng kia đi nó nhanh hơn nhiều. Vâng. Nhưng mà mình lại không cẩn thận, mình quật không cẩn thận, mình lại không quật vào vị trí. Vâng. Mình lại quật vào vị trí xong đi ngược trở xuống. Đúng rồi, là xa lắm. Ừ, là rất xa. Lại quay ngược trở về Hà Nội. Chứ còn thằng này thì đi thẳng luôn. Vì vào vị trí nó tới mười mấy cây mà. Riêng cái đại lộ Vương nó 10 cây. Đi đường kia lại phải để ý lắm. Con nhìn thấy cái đường quặt lại rồi, xa rồi, xa. Xa. Xa lắm, lỡ mà đi nhầm là rất xa. Nó như mắc câu rồi. Mình cứ đi túc tắc bố. Túc tắc là được. 8 giờ à, theo tính toán là đi 1 tiếng nữa được mà. 1 tiếng nữa hay còn 3 tiếng chưa. Chưa biết nó xảy ra trên đường. 40 giây thì không, đi, mình cũng đi quá nhanh quá thôi chứ còn. Còn nhanh quá đâu. Xong cái đường này chắc là bỏ luôn, cứ để kệ. Các bác làm ở bộ trách nhiệm không? Không phải nó không mất tiền. Không mất tiền. Bày ra lắm dự án quá xong. Bọn nó thiếu gì tiền đâu bố. Bọn nó còn bao nhiêu dự án. Đây này đất còn trống này, bao nhiêu dự án này. Nó không chịu đi tìm đầu tư thì... Đâu, bây giờ các huyện nó bán hết đất rồi, sắp sửa hết tiền thì... Thì đấy là do quản lý vốn kém. Năng lực là thế. Chứ nếu có tâm thì bây giờ cho làm BT là đầy mà. BT bản chất là...